Vâng, xin cảm ơn các khách hàng gần ở xa tin tưởng của cửa hàng. Tôi sẽ test 3 cái thớt này cho khách ở Tứ Kỳ, Hải Dương, gồm có thớt Radio Pioneer 7.9, thớt cassette Pioneer 405, thớt âm ly Marzahn 520. Tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Đặc biệt con âm ly này phải nói là hàng siêu độc, siêu hiếm luôn. Nó chỉnh dạng equalizer, nút bấm chỉnh tần số, bass, mid, treble. Tôi đang test cả 3 chức năng là chạy đĩa CD đường vào analog, chạy băng cassette, chạy radio cho vào âm ly này. Nhưng nói chung hai cái thớt trên thì mang tính chất sưu tầm là chính. Vì radio của Nhật thì nó chỉ 92 MHz thôi con này, nên là sẽ bắt được ít đài radio thì có 3 nghe đài. Chỉ khi hàng xuất Mỹ thì 108 nó mới nhiều đài. Còn đây là băng cassette. Đây là đang chạy tín hiệu analog đĩa CD vào. Con âm ly tiếng rất khỏe to. Đây chỉ để volume ở mức số đầu tiên này, tiếng đã to như vậy. Đẩy lên này, to lắm. Trở lại xóm nhỏ, còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điều hiu. Một bên là xuống, một bên là lên. Đây là cân loa này, loa trái loa phải, tất cả đều hoạt động hoàn hảo. Đây nó có nút Equal Defect này, nếu bấm vào thì sẽ không có tác dụng của bass treble hay là gọi là lọc nhạc. Equal Defect, cái âm ly này nó kiêm cả có lọc nhạc nữa. Đây tôi sẽ chỉnh bass lên này, cộng lên này. Ấn vào. Đây là lời hát, ở giữa là lời. Ấn vào nó xuống, ấn lên nó xuống. Đấy. Đang hoạt động hoàn hảo. Âm ly đánh hai đôi loa, nếu đánh cả hai bấm vào. Đây là đang chạy đĩa CD, tôi sẽ chuyển sang chế độ radio, bấm vào tuner. Lấy tín hiệu từ radio trên. Radio thì để FM. Và cái này phải để ở mono. Cái này là phải để trên. Câu chuyện thể thao và ngay sau đây sẽ là nội dung thời tiết. Thưa quý vị, lúc 5 giờ chiều mai sẽ đồng loạt diễn ra 7 cặp đấu của vòng 25. Chuyển sang chế độ băng cassette đang cắm vào đường tép. Bấm vào đây. Băng cassette thì mua những cái băng mới xịn hơn thì chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn. Đấy, đang test cả 3 chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Đây là đường xuống. Đây, cắm vào đây. Âm ly này đa cầu điện, hàng rất quý hiếm luôn. Rất ít âm ly có đa cầu điện như này. Sản xuất là tại Nhật. 135W rất khỏe luôn. Đang để điện 110. Xoay cái này vào điện nào thì dùng điện đó. Có thể cắm điện 220 được, dùng nó tiện. Nhưng mà cắm hai cái thớt này vào đây để lấy nguồn điện từ cái này thì nó sẽ gọn nhẹ hơn này. Vâng, xin cảm ơn.